Mới đây, IDC công bố số lượng máy tính cá nhân xuất xưởng trong quý 1 năm 2021 tăng 55,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, 83.981 máy tính cá nhân được tiêu thụ trong 3 tháng đầu năm nay so với con số 54.123 của cùng kỳ 2020. Các chuyên gia cho rằng có hai nguyên nhân khiến doanh số PC bùng nổ với mức tăng trưởng cao chưa từng có. Lý do đầu tiên là trong năm 2020, đặc biệt là 3 tháng đầu năm, thị trường PC bị thu hẹp do đại dịch khiến nhiều nhà máy Trung Quốc đóng cửa. Điều đó khiến các nhà sản xuất không thể xuất xưởng sản phẩm. Lý do thứ hai là lượng PC xuất xưởng đầu năm tăng cao do nhu cầu của 2020 chuyển sang 2021. Vì thế, quý 1 năm 2021 chứng kiến lượng PC tiêu thụ ấn tượng. Nhu cầu hiện tại cho thấy thị trường PC có thể sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt chip đang diễn ra có thể là sự hạn chế phát triển của ngành công nghiệp PC.